nghèo giàu thì mình không có thành vấn đề, thấy không? Sợ, chỉ sợ là cái người ta không có thật với mình thôi, mình sợ gì. Nghèo cũng được. Sao cũng được. Vậy anh đó chú đó đang ở chợ đến với mình được không? Thì người ta ở trọ thì cũng được vậy, không có sao hết, cái chuyện đó là không có gì. Mình cũng ở trọ, người ta cũng ở trọ, chứ bây giờ mình có đòi cao đi nữa cũng đâu có được, đúng không? Cái duyên nợ thôi, bây giờ gặp cái người nào thì hợp cái người đó. Đã chào hôm nay chị gái từ thành phố Hồ Chí Minh vượt quãng đường cũng xa lên tìm nửa yêu thương của mình. Rồi, điều kiện chị đưa ra cũng rất là dễ. Điều ngày hôm nay chị có tìm được anh nào chú nào hay không? Kính mời cô chú anh chị theo dõi câu chuyện ngày hôm nay để biết thêm thông tin. Rồi thay mặt mấy anh em ở đây, em chào chị. Chào mấy em, chào cộng đồng mạng. Rồi trước hết thì là Hồng Mơ, 59 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, tình trạng hôn nhân gia đình mình sao? Chị ly hôn gần 20 năm rồi. 20 năm. Rồi chị có mấy người con? Chị hai người con mà ở bên với ba, nhưng mà cũng qua lại bên qua lại lại thăm chị. Con mình lập gia đình chưa? Có ai lập gia đình chưa? Bây giờ chị ở một mình hả? Một mình một nhà. Nhà bự không chị? Nhà cũng không bự gì, cũng vừa thôi. Ý là mình đang ở nhà đi theo người trọ. Thôi mình ở trọ không, mình thuê trọ, mình ở buôn bán. Đã làm nghề gì? Chị buôn bán, làm bánh làm này kia. Buôn bán nhỏ ở nhà thôi. Chị đang làm buôn bán hả? Mình làm buôn bán bánh gì? Thì là bánh trung thu rồi mình làm đó, rồi bán cà phê, bán... Quá bán giỏi ha. Thu nhập mình cao không chị ha? Cũng bình bình. Bình bình thôi. Rồi. Từ lúc giờ là mình có tìm một tìm hiểu thêm anh nào chú nào nữa không? Không. Đấy. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhập ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Ở vậy luôn. Có hồi lúc là cũng đây cũng gần 10 năm cũng có mà không hợp. Chắc cũng có nhiều anh đeo đuổi mình chứ ha. Nhưng mà không hợp. Nhưng mà không dám quen đâu. Thế là chương trình thì thấy uy tín hơn thì mình lên đây kết nối. Chị còn xem. Mình quen mình cũng sợ lắm. Chị xem chương trình tụi em lâu chưa? Chị xem chương trình tụi em lâu chưa? Trời ơi, mấy tháng rồi. Hôm nay mới quyết định lên. Con biết không? Con có đồng tình với chị không? Không ai biết hết. Không ai biết hết. Thầm đi ha. Thầm đi. Khi nào có thì mới thông báo luôn. Là mình lên tìm một nửa thương này mong muốn chị như thế nào nè. Thì chị muốn là kiếm một người nào là người ta có đạo đức tốt, người ta thương mình thật lòng là được rồi. Chứ nghèo giàu thì mình không có thành vấn đề, thấy không? Chị sợ là cái người ta không có thật với mình thôi, mình sợ gì. Nghèo cũng được. Sao cũng được. Vậy anh đó chú đó đang ở chợ đến với mình được không? Thì người ta ở trọ thì cũng được vậy, không có sao hết, cái chuyện đó là không có gì. Mình cũng ở trọ, người ta cũng ở trọ, chứ bây giờ mình có đòi cao đi nữa cũng đâu có được, đúng không? Cái duyên nợ thôi, bây giờ gặp cái người nào thì hợp cái người đó. Ở chợ sao giống bà chủ bán vàng vậy, đeo vàng quá trời vậy. Ủa chợ không muốn đi thân được đi vàng hả? Nhiều quá. À, chị làm đủ thổi bánh luôn hả? Đúng rồi, đủ thứ bánh. Mình làm theo mùa, như trung thu làm theo trung thu. Làm trung thu, Tết thì làm Tết. Rồi. Vậy là mình có xưởng luôn à? Không, chị làm nhà mình à, có mình làm. Vậy sao bánh của mình sao mà có giấy tờ, giấy phép đâu, sao kinh doanh? Đó, chị làm tư nhà mà. À, tư nhân. Không phải là kinh doanh lớn đâu. Không bấm luôn. Ừ. Gái chị nó cũng làm bánh đó. Nó cũng làm riêng của nó cũng làm. Gái chị nó. Ý là bây giờ chị lên đây chị muốn tìm kiếm một nửa như thế nào này, chị hãy trình bày khái quát chút xíu. Thì cụ thể hơn. Chị đã nói là bây chi giờ tiết hơn. Thì một người có đạo đức tốt, không gia trưởng và biết lo gia đình, biết thương mình là được rồi. Còn nghèo giàu thì mình không có. Ở trọ cũng được. Ở trọ. Xe ôm phụ hồ cũng được. Không sao, mình thế không thì có lòng tốt với mình được rồi. Mình chia sẻ chút về bản thân mình. Sao? Tính cách của mình sao, ưu điểm nhược điểm thế nào ạ? Chị dễ tính lắm. Chị nhẫn nhịn hay lắm, chị dễ tính, chị không có cái nóng tính. Ít, chị hài hòa lắm, không có
mất lòng ai hết, mà cũng giận người ta, người ta cũng không biết mình giận người ta, mình buồn người ta, người ta cũng không biết mình buồn người ta. Lúc nào chị cũng vui vẻ, cũng vui cười bình thường. Nhưng mà đồng ý là cái người đó chị không thích đi nữa, chị vẫn vui vẻ đàng hoàng. Chứ là chị không có lộ ra. Thế chị xem chương trình của tụi em lâu chưa? Chị xem của em cũng mấy tháng rồi. Mấy tháng ha, thế mình đã chọn chú nào chưa? Ồ, bây giờ không có nhớ, thấy cũng nhiều người lắm. Nhiều người, chị đâu có để ý tới ai tên gì. Cái gì vậy? Chị có. Không chọn ai luôn. Trời ơi. Thế điều mình công việc của mình ổn định không? Thu nhập mình ổn định không ạ? Công ổn định, thu nhập thôi. Đường tháng thu nhập khoảng nhiêu chị? Mấy chục? Không biết không? Giấu hoài. Bà chủ cơ sở xưởng bánh luôn mà. Giấu hoài. Chủ cả làm bình thường. Rồi, bây giờ mình tìm nửa thương thì chị có cần chị thích tính tình người đàn ông như thế nào nè, hợp với chị? Sao? Chị thích tính tình người đàn ông như thế nào là hợp với chị? Hiền, đạo đức tốt, biết lo gia đình, có công ăn việc làm ổn định là được rồi. Quá dễ. Chứ giờ mình cũng đâu có đòi hỏi cái gì đúng không? Mình cũng hoàn cảnh người ta cũng minh mình cũng như người ta thôi. Mình cũng đâu có giàu có hôm nay đâu. Mình đòi hỏi nè. Rồi, hôm nay sáng giờ chị lên chương trình là chờ thấy lâu không? Lâu. Quá trời lâu luôn hả? Cũng không sao, tại vì mình không có bận bị. Nói chung thì sáng giờ rất là nhiều. Thì ai tới trước tụi em làm trước à, chị thông cảm. Có gì đâu, à. Mình đâu có thời gian rảnh mà. Nhưng mà sáng giờ lên trò chuyện cùng mấy chị là thấy vui không? Vui. Đủ thứ, đủ các tỉnh tới đúng không? Rồi, bây giờ mình tìm một nửa thương này, khu vực vùng miền gì cũng được hả chị? Ở đâu cũng được. Nhưng mà đừng Hà Nội xa lắm. Hà Nội xa hả? Xa lắm. Miền Tây được không? Mấy anh mấy chú ở miền Tây được không? Được. Quá dễ. Miền Tây trong sâu sâu quá nha. Thôi sâu, chị không có làm ruộng. Không biết làm ruộng hả? Không. Ừ. Chị không còn nhỏ lớn ở thành phố mà, chị đâu có làm gì được. Rồi, chị cần độ tuổi bao nhiêu không chị? Thì nhỏ hơn tuổi một hơn chị 1-2 tuổi cũng được, trở lên. Dạ, đừng có nhỏ quá. 75 được luôn ha. 75 là nhiêu? 75 tuổi bao nhiêu? Tưởng là năm tuổi 75. 75 tuổi. Mấy chú nào 75 thì ừ, mà 75 đủ lợi được rồi. Cũng chờ mấy chú cơ hội luôn ha. Chứ mà lớn quá không được, mà nhỏ quá cũng không được. Quá đã luôn đó. Nhỏ hơn cỡ 1-2 tuổi rồi được. Vậy là chị cũng dễ ha. Chứ đừng có mà nhỏ. Nói chung là bây giờ là chú nào mà già yếu rồi không có tiền mà về nhà chị có thể lo lắng cho chú được không? Đủ mập được không? Cái đó chị không có không hứa. Không kham nổi hả? Không kham nổi đâu. Chứ là phải có sức về mới làm được đúng không? Hoàn cảnh chị cũng không có giàu có hơn người ta. Dạ. Yeah. Cũng phải làm gốc gạo thử công chung. Chứ mà chị mà kiểu đó là chị không có không có dám hứa. Không cam nổi. Không cam nổi. Nếu mà chú nào hiền hiền, nếu mà có duyên ráng cam. Nói chung cũng tùy ha chị ha. Rồi, nói chung là chị thì tính chị cũng có thẳng thắn. Bây giờ bản thân chị thì chị lo được vào xong bản thân chị là cuộc sống vô tư cái gì? Ổn định đúng không? Bây giờ là kiếm chú nào về thì cũng phải biết làm ăn chút xíu rồi hai người cùng nhau sống. Như là hai người hợp tác nhau mình làm. Nếu có nhà thì càng tốt, mà không có nhà thì sẽ ở trọ, thuê nhà. Chị cũng thuê nhà, chị ở thì làm. Chị thuê nhà nguyên căn à? Chị thuê nhà đó một tháng bao nhiêu? 4 triệu. Tháng 4 triệu, bây giờ kiếm chú nào về ở đi, chú có gánh đỡ tiền phòng nữa ra đỡ. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí. Rồi thì hôm nay chị lên chương trình tụi em thì thấy sao? Từ sáng giờ thì thấy sao? Đông không? Vui không? Đông mà vui. Vui ha. Đó, ngày nào cũng vậy á, tụi em ngày nào cũng tiếp khoảng 40-50 cô chú anh chị vậy đó. Có ngày bình thường thì 30-20, ngày đông thì 40-50. Trời ơi, quay muốn xỉu luôn á. Thì ở xa quá, nên chị bảo gần chị cũng lên chơi hàng ngày. Lên là thấy vui chị không? Chị quán cà phê lắm. Vui thích không? Quán cà phê lắm. Sáng giờ lên là trò chuyện cùng các chị em rồi các tỉnh đi về đây, miền Tây rồi Đắk Lắk rồi đủ thứ tỉnh về đây rồi vui ha. Rồi, thế hôm nay thì chị đến đây thì thay mặt anh em trong chương trình thì cũng xin chúc chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, đặc biệt sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Chị cũng cảm ơn các em.
chúc mấy em cũng được mạnh khỏe, cũng chương trình càng ngày càng tiến bộ. Rồi trước khi kết thúc thì cũng xin hỏi chị là chị có cam kết những thông tin chị chia sẻ là đúng và chị chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình đã chia sẻ không? Chị đồng ý. Chị có đồng ý cho mọi người cũng như các bên liên quan sử dụng hình ảnh, video và thông tin của mình để chia sẻ lên không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ xuống, chị đồng ý không? Chị đồng ý. Rồi cảm ơn chị nhé. Rồi xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đón theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn. Và nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông, bấm thích trang để được đón theo dõi những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Rồi các cô chú anh chị nào có muốn tham gia, có ý định nghiêm túc thì hãy gọi số điện thoại trên màn hình hoặc là vào trang cá nhân có số điện thoại hoặc là nhắn tin, chương trình sẽ tư vấn ha. Rồi xin chào. Ủa sao mà mới nhận được mà lại lấy hai chai nữa? Đấy là người ta, của người ta, không phải của anh. À bây giờ anh lấy thêm hai chai nữa hả? Ừ, anh lấy hai chai thì bữa giờ anh uống tất cả bao nhiêu chai rồi? Anh uống 4 chai rồi. Uống 4 chai rồi, tình trạng bệnh của mình nó bớt chưa anh? Ừ, nó có bớt. Có bớt hả? 10 phần bớt được mấy phần rồi? 10 phần thì nó bớt được độ 7-8 phần rồi. Ồ vậy là quá hợp thuốc còn gì nữa. Đấy. Thế trước khi anh uống thì tình trạng bệnh mình như thế nào? Đấy nó cái gối của nó sưng. Dạ. Yeah. Sưng hụ cái gối lên xong bắt đầu uống mà thấy nó khỏi. Anh uống được bao nhiêu ngày thấy nó khỏi? Uống được hai chai thì bắt đầu thấy nó đỡ, thì xong đây rồi anh lấy hai chai nữa là 4 chai uống đấy. Nó sưng lên giống như kiểu anh bị viêm viêm khớp đúng không? Đúng rồi. Thì sao? Và có... mà hồi trước giờ uống nhiều thuốc chưa? Trước thì anh cũng uống nhưng mà trước nó có bị đâu, mới bị. À mới bị đây à? Ồ vậy là anh hợp thuốc, bây giờ đi lại ngon lành rồi gì? Đi lại thì lúc này ngon lành rồi. Bây giờ anh lấy thêm hai chai nữa uống hả? Ừ, hai chai người ta còn lấy cho người ta một chai, còn anh uống một chai xong hết anh lấy. Dạ rồi ok anh, nếu anh uống được tốt hiệu quả anh cứ giới thiệu giúp em. Rồi ai mà gửi thì người lại đợt trước. Ôi. Mà gửi thế nào lại lâu thế chứ, thì bảo không biết là không thấy gửi thuốc về đâu. Bình thường thì nó dao động khoảng tầm, ngoài Bắc thì khoảng tầm 4-5 ngày, tối đa là 6 ngày là nhận được. Đâu chỉ 3 ngày đấy, hôm vừa rồi mới gọi điện, thế mà hôm nay đã nhận được rồi mà. Thì đấy nó tùy theo anh, có khi thì nó giao nhanh, khi thì nó giao chậm, nó tùy theo cái đợt nó nhiều hàng hay ít hàng. Mấy hôm anh bận của anh bảo điện cho em xem là thuốc chả thấy gửi về. Dạ yeah, ok em cảm ơn anh, cũng tốt giới thiệu cho em nhá. Rồi dạ yeah, em chào anh. Dạ.